Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh GDay Trading. Trước khi đi vào nội dung của video thì anh chị mình nhớ ấn subscribe kênh để ủng hộ em có thể ra được những cái video chất lượng hơn, cũng như là trong thông qua những video này có thể chia sẻ được nhiều hơn cái kiến thức của em có được trên thị trường để anh chị mình có thêm được những cái góc nhìn tốt hơn trong cái quá trình đầu tư sau này của anh chị mình ha. Thì đi vào tổng kết cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường của mình giảm 6 điểm đúng không anh chị? Và anh chị mình nhìn ha, nhìn về chung về thị trường chung nha. Thì có khoảng 200 mã tăng, trong đó có 21 mã tăng trần. Thì cái số lượng mã tăng trần ngày nào thì nó cũng như thế anh chị. Mỗi ngày thì nó sẽ có những cái nhóm cổ phiếu nó tăng trần, và đặc biệt là những cái cổ phiếu mid cap để nó tạo cái thanh khoản cho thị trường ha. Ngoài ra là có 51 mã giữ loanh quanh cái vùng giá tham chiếu và 253 mã giảm. Thì nhìn chung cái số lượng mã tăng và mã giảm của ngày hôm nay, tính tổng trên cả thị trường chung của mình thì nó khá là cân nhau ha. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây, tại sao cái những cái cổ phiếu giảm ha, nó lại làm cho thị trường của mình giảm đâu đó 6 điểm như thế, thì anh chị mình phải nhìn về cái nhóm cổ phiếu thuộc VN30. Thì hôm nay nhóm cổ phiếu VN30 anh chị mình thấy cũng như anh chị mình đã có một cái kiến thức trên thị trường, đó là những cổ phiếu thuộc VN30 sẽ là những cái cổ phiếu mà nó có cái vốn hóa lớn ha. Cái thanh khoản giao dịch của những cổ phiếu này cũng rất là lớn và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số của thị trường chung ha. Ảnh hưởng riêng về VN30 và ảnh hưởng lên cả thị trường chung nữa. Thì những cái cổ phiếu thuộc VN30 đa số là những cái cổ phiếu trụ đúng không anh chị? Thì hôm nay VN30 giảm đâu đó 8,53 điểm ha. Với 20 mã đỏ nè và 9 mã xanh và một mã tham chiếu thì anh chị mình cũng có thể thấy là hôm nay cái đà giảm anh chị nó gây cái áp lực giảm lên thị trường rất là lớn ha. Về thị trường chung nha, tính về VN Index thì rất là nhiều mã cổ phiếu nhỏ anh chị. Nó rất là nhiều cổ phiếu nhỏ và nó hầu như là nó không đóng góp thanh khoản nhiều cho thị trường đâu. Nó không đóng góp thanh khoản, nó không có khiến cho thị trường của mình tăng giảm được đâu. Nhưng mà những cái cổ phiếu thuộc VN30 thì chỉ cần một vài cái cổ phiếu trụ nó đem ra nó đè thôi thì cái chỉ số của thị trường chung của mình nó cũng sẽ bị méo mó đi rất là nhiều. Thì hôm nay anh chị mình nhìn về cái top đóng góp vào VN Index anh chị mình cũng có thể thấy được ha. Những cái cổ phiếu trụ như là GAS nè, Masan, Vietcom nè, BID nè. Rất là nhiều cái cổ phiếu lớn và đặc biệt hôm nay có dòng ngân hàng là cái dòng mà hôm nay nó có cái sự giảm điểm ha. Nhưng mà nhìn chung nha, cái thanh khoản của dòng ngân hàng nó giảm thì nó không có ảnh hưởng nhiều lên thị trường bằng những cái cổ phiếu như là cổ phiếu GAP, Masan, Vietcombank nè anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay nhìn chung về cái dòng ngân hàng anh chị. Nhìn chung về dòng ngân hàng ha, anh chị mình có thể thấy nè. Những cái cổ phiếu nó giảm với gọi là cái biên độ nó không có lớn ha, tầm đâu đó vài like thôi ha. Về cái biên độ giảm thì không có lớn và về thanh khoản thì hầu như là cũng không lớn luôn. Thì em có thể lấy ví dụ cho anh chị mình coi một cái cổ phiếu ha, như Techcombank nè. Cái thanh khoản giao dịch ngày hôm nay thì dòng ngân hàng có giảm thật sự, nhưng mà nếu mà nói về cái thanh khoản thì nó cũng không có cái sự đột biến đâu. Và những cái cổ phiếu dòng ngân hàng cái giai đoạn mà nó tạo đáy và nó bắt đầu nó tích lũy trở lại và nó tăng thì anh chị mình cũng có thể thấy được những cái phiên dòng tiền vào có xuất hiện 1 đến 2 cái phiên dòng tiền vào đối với những cái cổ phiếu dòng ngân hàng, và điển hình đó là cổ phiếu Techcombank ngày hôm nay đi. Nhưng sau cái quá trình đẩy giá thì nó lại liên tục nó tích lũy lại nè, và nó lại xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh ha. Thì dòng ngân hàng giai đoạn này á, cơ hội có hay không anh chị? Có, dòng ngân hàng bây giờ đang cho mình rất là nhiều cơ hội, nhưng mà chỉ là những cái cơ hội cho những nhà đầu tư nào mà gọi là kiên nhẫn và cái tiền thật sự nhàn rỗi mới có thể tham gia vào cái dòng ngân hàng giai đoạn này. Bởi vì dòng ngân hàng giai đoạn này nó đánh rất là chậm. Anh chị mình cứ nhìn cái quá trình đi vài tháng nay của nó đi, nó cứ tăng lên một nhịp sau đó nó điều chỉnh lại ha, tăng một nhịp điều chỉnh lại, tăng một nhịp điều chỉnh lại, và bây giờ cũng như thế luôn. Mặc dù là cái phiên dòng tiền vào ở cái phiên giao dịch 43.000 tỷ đó anh chị, thì cái dòng tiền vào ngân hàng lớn không anh chị? Lớn, nhưng mà nó sẽ xuất hiện lại một cái nhịp rũ bỏ ở đây, rũ bỏ những nhà đầu tư đu bám vào cái phiên giao dịch 43.000 tỷ đó. Những nhà đầu tư đu bám vào cái phiên giao dịch đó là những nhà đầu tư nào anh chị? Những nhà đầu tư chốt lại những cái cổ phiếu bất động sản và dịch chuyển cái dòng tiền sang cổ phiếu dòng ngân hàng. Bởi vì hôm đó dòng bất động sản giảm rất là mạnh ha. Em lấy ví dụ cổ phiếu DIG nè. Đó, cũng là phiên giao dịch đó, nhưng tại sao lại là những cái cổ phiếu bất động sản nó lại làm một cái cây giảm điểm mạnh như thế này với cái khối lượng lớn như thế này ha. Mặc dù những cái cổ phiếu bất động sản á,
nó bắt đầu cho thấy cái sự hồi phục ở đây, nhưng đây không phải là cái điểm gia tăng ha. Thì em cũng có nói rõ với anh chị mình ở cái video trước rồi, nên là cái video ngày hôm nay thì em cũng không có nhắc nhiều về bất động sản, mà mình sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu dòng ngân hàng để mình đánh giá xem những cái cổ phiếu này nó còn cơ hội hay không, khi mà dòng tiền nó bắt đầu nó dịch chuyển từ những cái cổ phiếu bất động sản qua cái những cổ phiếu dòng ngân hàng. Thì khi mà những cái cổ phiếu dòng ngân hàng nó đang có cái xu hướng mà được vừa đi lên vừa rũ bỏ anh chị, và tạo cho thị trường mình những cái biến động sập sình liên tục trong nhiều phiên, thì anh chị mình cũng đánh giá ở đây cùng với em ha. Đây là cái góc nhìn của em ha, đối với những cái cổ phiếu dòng ngân hàng thì hiện tại sau những cái phiên sau cái phiên bùng nổ thì nó sẽ bắt đầu về T3, T4, nó sẽ có những cái sự rũ bỏ, đó là yếu tố hết sức bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì dòng tiền dịch chuyển từ dòng bất động sản sang dòng ngân hàng là quá lớn. Anh chị mình để ý nha, chỉ cần khi mà thị trường nó rung lắc, thị trường nó giảm thôi, mà cái nhóm cổ phiếu nào đột ngột mà nó tăng mạnh với cái khối lượng lớn thì nhà đầu tư sẽ quay ngoắt sang để ý đến những cái cổ phiếu đó. Và khi nhà đầu tư đa số nhà đầu tư trên thị trường mà chú ý vào một cái nhóm cổ phiếu nào đó thì những cái cổ phiếu đó rất dễ xảy ra những cái phiên rũ bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà những cái cổ phiếu này nó muốn đánh lên đó chị, thì cái lượng nhà đầu tư đu bám nó bắt buộc nó phải ít ha. Còn khi mà nhà đầu tư đu bám gọi là nhiều và quá nhiều thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện những cái nhịp rũ bỏ, bởi vì không phải cơ hội dành cho số đông, đúng không anh chị? Mà khi những cái cổ phiếu nào mà số đông đã biết rồi thì toàn là những cái cổ phiếu nó đã tăng rồi, cũng như cổ phiếu dòng ngân hàng thôi. Khi mà số đông tập trung và dồn tiền vào mua dòng ngân hàng thì lúc đó là dòng ngân hàng nó đã bắt đầu nó xuất hiện cái sự bùng nổ ha. Có thể là ngay cái phiên ngày hôm sau vẫn có rất là nhiều nhà đầu tư vào mua ở cái vùng giá này, nên bắt buộc khi mà T3, T4 về, những cổ phiếu này nó sẽ đi vào những cái nhịp rũ bỏ tiếp theo. Và cái nhịp rũ bỏ này có lâu hay không còn phụ thuộc vào cái lượng nhà đầu tư họ có chịu bán ra cái cổ phiếu này hay chưa. Thì đối với em, hai cái phiên gần đây nhất khi mà thị trường bắt đầu cân bằng trở lại ha, đây em đối chiếu đây, khi mà thị trường bắt đầu cân bằng lại và tiếp tục có những cái cổ phiếu tăng, chẳng hạn như cổ phiếu dòng chứng khoán nè, và một số cổ phiếu bất động sản nó bắt đầu nó tăng trở lại. Tăng trở lại không phải là tăng mạnh mẽ, mà nó có cái sự hồi phục so với cái phiên giao dịch 43.000 tỷ thôi. Thì dòng ngân hàng nó đứng yên liên tục trong 4 phiên, liên tục đứng yên và giảm điểm trong 4 phiên, thì chắc chắn nhà đầu tư của mình sẽ rất là khó chịu và có xu hướng là sợ đánh không có ăn trên cái dòng cổ phiếu ngân hàng. Bởi vì sao? Bởi vì giai đoạn trước cổ phiếu dòng ngân hàng nó liên tục làm cho nhà đầu tư của mình thua lỗ, nó giảm rất là sâu ha, liên tục tạo ra thua lỗ cho nhà đầu tư. Nên là bây giờ anh chị nào mà gọi là lì đòn, bây giờ muốn bước vào dòng ngân hàng một lần nữa thì nó cũng lại làm cho anh chị mình phải rơi hàng ra ha. Khi mà nó chưa tăng mà cứ mua vào là giảm như thế này thì anh chị mình rất là dễ bán ra cái cổ phiếu này. Nên em mới nói là giai đoạn dòng ngân hàng hiện tại nó có cho mình cơ hội hay không, thì đó có cho anh chị mình cơ hội, nhưng mà cơ hội chỉ dành cho những anh chị nhà đầu tư mà gọi là tiền thật sự nhàn rỗi và có một cái sức chịu đựng, một cái tinh thần thép khi mà nhìn những cái cổ phiếu dòng ngân hàng nó đi cực kỳ chậm và nó có cái xu hướng nó giảm sau những cái phiên bùng nổ ha. Chưa kịp chốt lãi nha, anh chị mình mua, có thể anh chị mình mua trước đó đi, chưa kịp chốt lãi nó nổ lên một cây, chưa kịp chốt đâu. Nhưng mà khi mà hàng về anh chị, hoặc là hàng có sẵn mà chưa kịp chốt thì những ngày sau nó liên tục nó giảm, anh chị mình cũng tiếc nuối, anh chị mình không bán ra đâu. Nên những cái nhịp điều chỉnh này đối với em, nếu mà anh chị mình đang nắm giữ dòng ngân hàng thì mình cũng đừng có vội mình bán ra ha. Bởi vì sao? Bởi vì nó bắt đầu có những cái dòng tiền vào. Đối với cổ phiếu ngân hàng ha, rất là nhiều cổ phiếu nó đã có dòng tiền vào 2 đến 1 đến 2 lần rồi, thì đó là những cái tín hiệu cho những cái phiên mồi chài anh chị, những cái phiên tiền mồi cho cổ phiếu nó nổ lên ha. Thì chỉ cần đâu đó một cái phiên bùng nổ lại của cổ phiếu dòng ngân hàng thôi thì dòng ngân hàng rất là dễ đi vào một cái pha tăng. À, nên là anh chị mình cũng chú ý là mình tạm thời, nếu mà mình đang nắm giữ cổ phiếu dòng ngân hàng thì mình cũng xem xét cái tỷ trọng anh chị nó vừa phải thôi, bởi vì những cái cổ phiếu chậm thì anh chị mình phải đánh đánh gọi là mua thăm dò, mua gia tăng dần dần. Chứ nếu mà những cổ phiếu chậm mà anh chị mình đẩy tiền vào một lần thì nó sẽ không có tối ưu cái lợi nhuận cho anh chị mình đâu, bởi vì nếu mà anh chị mình nắm giữ một cái cổ phiếu quá lâu sẽ bỏ qua những cái cổ phiếu khác, đúng không? Nên là cái tỷ trọng mà bây giờ của anh chị mình nếu mà nắm giữ những cái cổ phiếu ngân hàng thì chỉ tầm đâu đó 30%, 50% cái ngân sách mà anh chị mình dùng để anh chị mình đánh all in vào một cái cổ phiếu thôi ha. Còn nếu mà anh chị mình đánh all in toàn bộ, dồn toàn bộ cái phần tiền mặt của mình vào những cái cổ phiếu trong ngân hàng thì rất là dễ bỏ lỡ qua một số cái cổ phiếu khác mà nó cũng đang trong một cái quá trình tích lũy, nhưng mà nó có cái xu hướng là nó đánh nhanh hơn ha. Gọi là cái tính chất của cổ phiếu anh chị, mỗi cổ phiếu nó sẽ đánh một cái kiểu khác nhau
ha, và tùy vào giai đoạn nó cũng sẽ đánh khác nhau. Giống như giai đoạn bây giờ thì mặt bắt buộc mình phải chờ cái cổ phiếu dòng ngân hàng nó vừa tích lũy vừa đi lên, chứ để mà nó nổ và nó chạy nước rút như dòng bất động sản thì rất là khó, bởi vì dòng ngân hàng nó vừa điều chỉnh mấy tháng trời qua rồi, thì bây giờ muốn nó tăng mạnh trở lại thì bắt buộc phải cần những cái sự tích lũy ha, và trong quá trình đi lên nó phải rũ bỏ được rất là nhiều nhà đầu tư ra thì nó mới có thể chạy nhẹ nhàng như những cái cổ phiếu bất động sản được. Thì đó là về cái cổ phiếu dòng ngân hàng ha. Còn về bất động sản thì như thế nào anh chị? Về bất động sản thì em cũng có nói ở video trước rồi, thì bây giờ em cũng chỉ nói sơ lại thôi, mình sẽ không quá tập trung vào những cái cổ phiếu bất động sản nữa. Bởi vì ha, cơ hội bây giờ nó đi giảm đi hết 70% rồi anh chị. Nếu mà anh chị mình nắm giữ những cái cổ phiếu bất động sản mà từ cái giai đoạn mà cổ phiếu nó xây nền nè, anh chị mình thấy đây là những cái nền tích lũy của cổ phiếu đúng không? Liên tục sideways quay. Giai đoạn trước cách đây tầm khoảng 4 4 tháng ha, 3 4 tháng thì em có khuyến nghị rất là nhiều những anh chị mình tham gia vào cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Thì đó, cái quá trình đó em có khuyến nghị anh chị mình và em nói là cái những cổ phiếu đó anh chị mình nắm giữ về trung hạn thì cái vùng target của anh chị mình sẽ rất là xa. Thì những cái cổ phiếu em khuyến nghị hầu hết là bây giờ nó chạy rất là nhiều rồi. Thì khi mà mình view về trung hạn và về trung hạn nó đã đạt được cái target như thế thì anh chị mình còn kỳ vọng gì ở những cái cổ phiếu bất động sản này nữa? Đó là đối với những anh chị mà mình đã có vị thế và mình đang có một khoản lãi lớn nha. Còn đối với những anh chị mà mình chưa có vị thế dòng bất động sản và hầu như là mình đứng ngoài nguyên một cái giai đoạn dòng bất động sản tăng, mà bây giờ dòng bất động sản nó xuất hiện những cái pha điều chỉnh như thế này mà anh chị mình nhảy vào thì thật sự là nó chỉ còn 30% cơ hội cho anh chị mình thôi. Còn tới 70% là rủi ro đó, nên là anh chị mình cân nhắc đừng có lựa chọn vào cái dòng bất động sản khi mà nó đã chạy quá là nhiều rồi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cổ phiếu như thế này nè anh chị, sau những cái phiên điều chỉnh mà nó cân bằng lại ngay như thế này, mở một cái vùng cao như thế này, anh chị mình có thấy treo leo không? Rất là treo leo ha, và cái đà tăng của nó như thế nào anh chị? Nó suy kiệt dần rồi thì rất là dễ xảy ra những cái phiên nổ tiếp theo để dụ cầu nhà đầu tư vào, sau đó nó sẽ giảm rất là mạnh. Rất là mạnh, nó đi về đâu đó cái vùng giá thấp này rồi nó tích lũy lại rồi nó mới chuẩn bị cho một cái pha tăng tiếp theo. Thì anh chị nào mà nếu mà mình có vị thế ở đâu đó mà kịp T cộng, hiện tại là anh chị mình đang khả dụng á, thì may ra anh chị mình có thể ăn được cái nhịp tăng, cái nhịp kéo đó của những cổ phiếu dòng bất động sản. Còn hiện tại nếu mà anh chị mình chưa có vị thế mua mới, chưa có vị thế khả dụng ở cái vùng giá mà cổ phiếu nó điều chỉnh nó quanh đâu đây nè, thì anh chị mình rất là khó ha, tham gia vào rất là khó ăn được cái nhịp nổ đó, chưa chắc là đã kịp đâu. Nên là nếu mà anh chị mình chưa giải ngân được những cái cổ phiếu này thì anh chị mình tạm gác qua đi, mình chờ cái cơ hội đến phía sau, và còn rất là nhiều cổ phiếu nó sẽ tăng, nên là anh chị mình cũng không có phải lo lắng là cái con sóng này của dòng bất động sản sao mình không ăn được, có khi nào là dòng bất động sản nó hết sóng rồi thị trường cũng hết sóng không? Thì không nha anh chị, mỗi giai đoạn thị trường nó sẽ có một cái dòng dẫn dắt, và khi mà cái dòng bất động sản nó đã dẫn dắt rồi thì thị trường sau những cái nhịp điều chỉnh thì sẽ lại có những cái dòng cổ phiếu khác nó dẫn dắt, nên là anh chị mình không cần phải sợ mình vụt mất những cái cơ hội như thế này đâu, bởi vì đầu tư không thể nào mà gấp gáp được anh chị. Thì đó là đối với một số các cổ phiếu bất động sản ha. Bây giờ em sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu mà mình có thể mình chú ý nè, mình chú ý trong cái dịp này, và quay trở lại với thị trường chung ha. Em cũng có một số vấn đề em muốn chia sẻ với anh chị mình về cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì anh chị mình nhìn vào đây, em cũng có nói là hôm nay đa số những cái cổ phiếu trụ, những cổ phiếu trụ là nó đè cái chỉ số tương đối là nhiều đúng không? Và đặc biệt là dòng ngân hàng thì hôm nay cũng có cái sự giảm điểm. Nhưng đối với em, dòng ngân hàng ngày hôm nay giảm điểm một số cái cổ phiếu, nếu mà để nói những cái cổ phiếu mà em có khuyến nghị cho anh chị mình thì em thấy nó vẫn rất là đẹp. Đầu tiên đó là cái cổ phiếu OCB nè. Cổ phiếu OCB là cổ phiếu mà em đã có tham gia ở cái vùng giá 26x27, thì hôm trước em cũng có nói với anh chị mình rồi, và cái điểm mua của em là điểm mua thực tế ha, và khách hàng của em cũng đang ở trong room, cũng đang mua và nắm giữ cái cổ phiếu OCB. Thì em có chốt lãi hay chưa khi mà cổ phiếu nó lên tăng trần, sau đó là có cái phiên giao dịch mà nó lên tới cái vùng giá 29 năm luôn, thì em đã chốt hay chưa? Thì em vẫn chưa chốt ha, và em tiếp tục em cho gia tăng ở cái vùng giá đỏ này. Cái vùng giá đỏ quanh cái vùng giá 28 này là cái vùng em tiếp tục cho gia tăng. Và đối với những anh chị nào mà mình muốn mua mới cổ phiếu dòng ngân hàng thì em vẫn có thể khuyến nghị anh chị mình tham gia vào cái cổ phiếu OCB này. Bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu này nó có một cái quá trình nó tích lũy rất là dài, và có cho là rủi ro thị trường nó điều chỉnh đi chăng nữa thì vẫn là một cái cơ hội rất là lớn anh chị mình có một chiết khấu tốt hơn đối với cái cổ phiếu dòng ngân hàng ha. Và cũng như em nói là anh chị mình nếu mà giải ngân dòng ngân hàng bây giờ thì chỉ nên giải ngân một cái tỷ trọng thấp
trong cái ngân sách mà anh chị mình muốn đánh vào một cái cổ phiếu. Ví dụ ngân sách của anh chị mình đánh vào cổ phiếu dòng ngân hàng là tính theo đơn vị phần trăm ha, 100% cái số tiền anh chị mình muốn đánh một cái cổ phiếu ngân hàng, thì cái điểm mua hiện tại anh chị mình chỉ nên giải ngân từ 30 đến 50% tiền mặt thôi. Mình khoan hãy sử dụng vào margin. Bởi vì sao? Bởi vì mình đề phòng cái rủi ro ha. Mình lấy vị thế ở cái vùng này để thứ nhất là mình lấy trước được cái vị thế để phòng cái trường hợp là cổ phiếu nó không có cái sự chỉnh lại nữa và nó chạy luôn. Mình có hàng trong giỏ hàng của mình để mà mình có thể có một cái vùng giá vốn tốt, thì những cái điểm cột mốc tiếp theo á, mình gia tăng thì cái vùng giá vốn của mình nó sẽ được trung bình, nó đẹp hơn. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp tiêu cực là cổ phiếu hoặc là thị trường nó rung lắc, nó có điều chỉnh về đi, thì những cái cổ phiếu ngân hàng ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng chứ anh chị. Thì nếu mà nó có điều chỉnh về lại cái vùng nền của nó đâu đó cái vùng giá 26x27, anh chị mình vẫn còn 50 đến 70% tiền mặt nữa để anh chị mình mua thêm, đúng không anh chị? Tại sao lại mua thêm nếu mà cổ phiếu nó điều chỉnh? Thường những anh chị nhà đầu tư hay nói là nếu mà tư vấn cho khách hàng mà tư vấn mua trung bình xuống thì chẳng khác nào là không biết cách tư vấn. Nhưng mà anh chị mình nên chú ý một điều, đó là khi mà cổ phiếu nó đang nằm trong một cái xu hướng tăng và trước đó nó đã có một cái vùng tích lũy đủ rồi ha, thì cái cổ phiếu nó đang ở trong một cái xu hướng tăng thì cái việc điều chỉnh về ngắn hạn nó hoàn toàn khác với việc là mình mua trung bình giá xuống khi mà cổ phiếu nó rơi ha. Anh chị mình chú ý nha, điều chỉnh trong pha tăng nó khác biệt hoàn toàn với cái việc mà cổ phiếu nó đi vào cái chu kỳ giảm. Nên là anh chị mình đừng có thắc mắc tại sao mà mình lại mua khi mà cái giá nó giảm, mình mua trung bình xuống trong một cái xu hướng tăng, và cái việc mà giá giảm đó không phải là cái chu kỳ giảm mà là việc nó giảm trong cái ngắn hạn để mà cổ phiếu nó có thể tăng về trung và dài hạn ha. Không có cổ phiếu nào tăng mãi đâu anh chị. Đây nè, nó chỉ cần tăng một vài phiên như thế này thôi là nó cũng sẽ đi về, nó điều chỉnh tiếp thôi. Không có cổ phiếu nào mà nó chạy liên tục anh chị ha. Và khi mà những cái cổ phiếu nào mà nó vừa đi lên, nó vừa tích lũy lại, thì những cái cổ phiếu đó nó sẽ đi lên một cách là chậm nhưng mà rất là bền vững. Còn đối với những cái cổ phiếu nào mà nó đi lên quá nhanh, đi lên quá dốc như thế này, đi lên quá dốc, thì khi mà nó rơi thì nó rơi như thế nào anh chị? Nó cũng sẽ rơi rất là dốc. Tại vì sao? Tại vì sao nó rơi dốc mà nó không giảm từ từ, hoặc là nó neo giữ từ từ cho anh chị nhà đầu tư của mình ra hàng? Bởi vì họ mục đích họ đè giá cổ phiếu là để anh chị mình phải bán ra để họ gom lại. Nhưng mà có ai lại muốn gom gom cái lượng hàng vào ha? Ai lại muốn chi một cái vùng giá vốn của mình mua lại một cái em lấy ví dụ không phải là cổ phiếu ha, mua lại một cái món đồ nào mà người khác đã lãi rất là nhiều rồi và mua lại, chấp nhận mua lại ở một cái vùng giá thật là cao không anh chị? Chắc chắn là không, đúng không? Như anh chị mình kinh doanh cũng như thế thôi, anh chị mình mua sản phẩm để bán đến người tiêu dùng thì anh chị mình cũng phải lấy ở một cái vùng giá vốn tốt ha, và anh chị mình phải mua ở một cái vùng giá chiết khấu tốt. Còn nếu mà nhà tạo lập họ thu gom lại một cái lượng hàng cực kỳ lớn và họ thu gom ở một cái vùng giá đỉnh thì họ đánh như thế nào anh chị? Thì có phải giá vốn của họ cực kỳ cao và họ để cho nhà đầu tư bán ở một vùng giá cao, chẳng khác nào họ tạo điều kiện cho nhà đầu tư mình chốt lãi hả anh chị? Chắc chắn là không rồi ha, mà họ sẽ đạp rất là mạnh cái cổ phiếu về, họ sẽ đạp cổ phiếu về rất là nhanh và mạnh để cho anh chị nhà đầu tư mình phải bán ra ở một cái vùng giá thấp ha. Chưa nói là những anh chị nhà đầu tư mình chưa kịp chốt, mình phải chốt ở một cái vùng giá thấp hơn kỳ vọng của mình, thấp hơn cái cơ hội mà mình đã có nha, mà mình không nắm bắt ha, phải chốt ở cái vùng thấp như thế này. Và đối với những anh chị nào mà mình đu đỉnh đó, thì chắc chắn mình sẽ bán lỗ một cái khoản lỗ không hề nhỏ. Nên là anh chị mình chú ý ha, cái giai đoạn này là giai đoạn mà thị trường nó vẫn cho mình những cái cơ hội, nhưng mà chỉ cho những cơ hội gọi là khó. Tại sao khó? Tại chắc chắn là anh chị mình mua vào cổ phiếu chưa chắc là nó sẽ nổ liền đâu ha. Một tuần trước thì anh chị mình mua cổ phiếu nào nó cũng nổ, mà gọi là nổ ầm ầm, nổ với biên lớn, anh chị mình chốt lãi rất là sướng tay. Nhưng mà giai đoạn này thì khác ha, giai đoạn này chỉ dành cho những nhà đầu tư mà gọi là tinh thần cứng một xíu và chấp nhận nắm giữ cái cổ phiếu nó không phải là lúc lúc lát đó anh chị. Thì có nhiều nhà tư vấn họ nói là giai đoạn này là cái giai đoạn mà kiếm lời dành cho những nhà đầu tư lướt sóng, nhưng mà thật sự em thấy là giai đoạn này lướt sóng không kịp anh chị.
có thể là anh chị mình mở mua vị thế với cổ phiếu vào vào với một cái tinh thần lướt sóng, nhưng mà cổ phiếu chắc chắn nó đã bắt anh chị mình nắm từ 1 tuần đến 2 tuần thôi, chứ khó có cổ phiếu nào anh chị mình mua vào T3 về anh chị mình có thể chốt ngay được lắm. À, thì đó là về cái cổ phiếu ORS ha. Thì dòng ngân hàng cũng còn một số cái cổ phiếu nữa cũng rất là đẹp anh chị. À, đó là MSB nè. MSB là cái cổ phiếu mà em cũng có nói rất là nhiều trong video rồi đúng không? Em nói là đây sẽ là những cái cổ phiếu nó hồi phục đầu tiên trong dòng ngân hàng. À, anh chị nào mà theo dõi xuyên suốt cái video của em cũng sẽ biết là em có nhận định cái cổ phiếu MSB này từ rất là lâu rồi. À, có thể là đang cổ phiếu MSB đang trong quá trình ở cái vùng đáy này, thì em đã nói với anh chị mình là cái vùng giá này là cổ phiếu MSB nó chỉ có tăng thôi ha, nó chỉ có neo giữ ở cái vùng giá này và tăng thôi. Thì lý do em cũng có nói rất là nhiều và em sẽ nhắc lại cho những anh chị nào mà mình mới xem video của em, tại sao cổ phiếu MSB em biết là cổ phiếu này nó sẽ tăng, bởi vì em đã theo dõi cổ phiếu này rất là nhiều. À, không chỉ nhìn qua sơ đồ đâu anh chị, mà em còn theo dõi cổ phiếu này trước cả cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh, thì cổ phiếu nó cũng đã điều chỉnh 3 đến 4 phiên rồi. Thì đây mới là cái phiên mà thị trường điều chỉnh và đồng loạt những cái cổ phiếu dòng ngân hàng nó rơi nè anh chị. Thì khi mà tin tức xấu đến với cổ phiếu MSB á, thì cổ phiếu nó có xu hướng nó rũ bỏ 3 phiên liền luôn. Thì đâu đó 10%, em nhớ là 10%. Gần 10% đối với cái cổ phiếu MSB này. Và khi mà thị trường điều chỉnh thì cổ phiếu nó là cái cổ phiếu mà nó rũ bỏ cũng lớn anh chị, rũ bỏ cũng lớn theo thị trường nha, nhưng mà cân bằng lại ngay và neo giữ cái cổ phiếu này ở cái vùng giá hỗ trợ này anh chị. Đây là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng của cổ phiếu ha, neo giữ và hồi phục đầu tiên ha. Giai đoạn đêm có đánh giá đây là cái cổ phiếu mà khi mà nó rũ bỏ sớm, nó rũ bỏ sớm thì chắc chắn là lượng nhà đầu tư mà cầm được tới cái phiên điều chỉnh đó, thì cũng đã vơi đi rất là nhiều rồi. Với khi thị trường điều chỉnh nữa sẽ là những cái phiên mà rũ bỏ gọi là sạch sẽ nhà đầu tư nếu mà mình đang nắm giữ cái cổ phiếu MSB. Giai đoạn đó anh chị nào cầm cổ phiếu dòng ngân hàng cũng rất là sợ. Nhưng mà đối với em cái cổ phiếu MSB này em có nói là đây là cái cổ phiếu mà nó sẽ giữ giá ở cái vùng này, và nó sẽ là một trong những cái cổ phiếu mà nó hồi phục đầu tiên trong ngành ngân hàng ha. Chắc chắn em có nói như thế, nếu mà anh chị nào mình theo dõi video của em nhiều thì anh chị mình cũng biết. Thì cái cổ phiếu MSB là cổ phiếu hiện tại nó đã vận động theo cái kịch bản mà em đưa ra rồi, và cũng đã có những cái dấu hiệu dòng tiền liên tục vào là vượt đỉnh anh chị. Thì khi bắt đầu có một cái phiên tiền vào gọi là tiền mồi, dòng tiền mồi nó vào, nó bứt thoát được cái xu hướng của cổ phiếu, cái bứt thoát ra cái vùng tích lũy nè, thì cổ phiếu nó ngay lập tức thường nó những sẽ điều chỉnh một vài phiên ha. Anh chị nào theo dõi video nhiều của em cũng sẽ biết là em thường nhắc đến những cái phiên nè điều chỉnh ngắn nha, trong điều chỉnh trong phiên hoặc là điều chỉnh trong một hai phiên ha, nó sẽ có cái nhịp test lại, và thường những cái nhịp test lại này là những cái điểm mà anh chị mình có thể tham gia mua mới nếu chưa có vị thế ở vùng dưới, hoặc là những cái điểm anh chị mình có thể là anh chị mình gia tăng hàng ở một cái vùng giá ok hơn. Thì hiện tại cổ phiếu MSB ở vùng này thì có mua được hay không, thì em vẫn thấy là cổ phiếu MSB nó vẫn là cái điểm mua khá là tiêu chuẩn cho anh chị mình. Và cái tỷ trọng mua như thế nào, tương tự cái cổ phiếu OCB anh chị, vẫn là 30 đến 30% tiền mặt ha, để mình vừa nắm được cái cơ hội nếu mà cổ phiếu nó bật tăng mạnh, và mình vừa có được một cái khoản tiền nữa để mình dự trù nếu mà cổ phiếu nó có cho một cái vùng chiết khấu tốt hơn để mình có thể tham gia. Tiếp theo đó là cổ phiếu BVB. BVB cũng là một cái cổ phiếu mà nó gọi là hồi phục đầu tiên ha, những cái cổ phiếu thuộc những cổ phiếu hồi phục đầu tiên trong cái nhóm ngành ngân hàng. Và hiện tại cái dòng tiền mà đi vào cổ phiếu thì nó cũng đã xuất hiện 2 lần rồi anh chị. Và đối với em những cái cổ phiếu mà nó có cái sự tích lũy và nó bắt đầu nó bứt thoát cái xu hướng của nó mà trước đó đã có dòng tiền vào rồi, và thêm một cái phiên dòng tiền nó xác nhận cho cái việc mà cổ phiếu nó sẽ bứt thoát được cái xu hướng nè anh chị. Ha, anh chị mình nhìn đây là một cái đường xu hướng của cổ phiếu nè, xu hướng giảm nè. Và cái phiên bứt thoát buộc phải là một cái phiên có dòng tiền lớn vào, thì cổ phiếu này nó rất dễ bật tăng những cái phiên tiếp theo. Thì hiện tại cổ phiếu nó đang tích lũy lại ở quanh cái vùng này, thì anh chị mình cũng có thể xem xét anh chị mình tham gia vào cái cổ phiếu này. Và em cũng nói trước là dòng ngân hàng bây giờ anh chị mình tham gia đừng có trên tinh thần đánh lướt ha. Có thể là target của anh chị mình sẽ không không hẳn là về trung hạn đâu, nhưng mà để mà lướt T cộng thì chắc chắn là anh chị mình sẽ không ăn được T cộng 3, T cộng 5 gì ở trong cái giai đoạn này đối với những cái cổ phiếu này đâu. Nếu mà chị mình tham gia vị thế ở vùng giá hiện tại thì mình cũng nên trên tinh thần là mình sẽ tùy cơ ứng biến, và mình sẽ nắm thêm cổ phiếu một vài hôm, một vài phiên gì đó nếu mà cổ phiếu nó có cái sự điều chỉnh ha. Một
số cái cổ phiếu dòng ngân hàng còn lại, ví dụ như ACB nè, STB cũng bắt đầu cho thấy cái sự bứt thoát khỏi cái xu hướng giảm đó anh chị. Nhưng mà về cái dòng tiền á, thì em vẫn đánh giá là dòng tiền nó vào chưa có đủ lớn anh chị ha. Những cái cổ phiếu mà dòng tiền nó đã vào 2 đến 3 lần và dòng tiền lớn vào nha, cả hai lần đó đều là những dòng tiền lớn, thì em đánh giá là dòng tiền họ vào họ đánh những cái cổ phiếu đó lên thật. Còn đối với những cái cổ phiếu mà nó mới chỉ có dòng tiền mồi một hai phiên, một phiên như thế này thôi, thì em vẫn chưa có đánh giá cao những cổ phiếu như thế này đâu. Nhưng mà về quan sát thì mình vẫn có thể quan sát cổ phiếu STB ha. Tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Cổ phiếu chứng khoán thì mấy nay liên tục tăng đúng không anh chị? Và đặc biệt là những cái cổ phiếu như là VIX nè, VND, VCI, những cổ phiếu đó tăng rất là nóng những phiên gần đây. Thì cũng có nói với anh chị mình là em có tham gia cái cổ phiếu VIX ha. Cổ phiếu VIX là cổ phiếu mà em tham gia đánh ngắn ha. Thì hôm nay em cũng đã có chốt hết 100% cổ phiếu VIX. Tại sao em lại chốt hết khi mà dòng cổ phiếu chứng khoán còn những cái cổ phiếu lớn như là HCM, SSI chưa có tăng? Tại sao? Bởi vì khi mà em khuyến nghị mua cái cổ phiếu này cho room khách hàng của mình, thì em cũng có nói với anh chị mình đây là một cái cổ phiếu gọi là đầu cơ cao, và cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu mà em sẽ target ngắn. Target ngắn là như thế nào? Target ngắn là mình chỉ đánh ngắn thôi chị. Mình chỉ đánh ngắn, mình nắm cổ phiếu này tầm 2 tuần đổ lại thôi. Mình sẽ không có nắm xa ra hơn đâu. Nên là từ cái quá trình mà em khuyến nghị anh chị nhà đầu tư của em mua ở cái vùng giá 19. Đây là sau cái phiên tích cung mà khi cổ phiếu nó đầu phiên nó có bắt đầu nó gia tăng về thanh khoản anh chị. Em rất là chú ý những cái cổ phiếu mà đầu phiên nó có cái sự tăng giá và thanh khoản của nó có cái sự đột biến hơn những cái phiên giao dịch trước ha. Thì đây chính là cái phiên giao dịch mà em mua cái cổ phiếu VIX này. Thì cái phiên giao dịch ngày 18 tháng 10 á, thì em có mua vị thế ở vùng giá 19 cộng trừ 0.2 like. Cộng trừ 0.2 like có nghĩa là anh chị mình có thể kê quanh cái vùng giá đó để anh chị mình bắt được những cái giá tốt. Ví dụ như từ cái điểm khuyến nghị giá 19 của em mà cổ phiếu nó đang chạy, thì anh chị mình có thể mua đuổi quanh đâu đó vùng giá 19.1, 19.2. Hoặc nếu mà cổ phiếu nó có giảm về 18.9, 18.8 thì anh chị mình cũng hoàn toàn có thể mua được ở những cái giá đó luôn. Thì đó là cái điểm mua của em ha. Và trong cái quá trình cổ phiếu đi lên ha, em đã có chốt hầu như là 50% ở cái vùng giá 25x26. Em có chốt 50%. Đây, đó là cái phiên gap này nè chị. Cái phiên màu đỏ này nè, phiên giao dịch ngày 5 tháng 11. Đó là khi mà cổ phiếu nó đẩy gap, nó tăng lên cái vùng giá 26x, thì em có kê chặn lại ở đây. Và khi nó vòng về thì chạm chặn lại 50%, em cũng cho chốt 50% cổ phiếu VIX này luôn. Và đến ngày hôm nay thì em cho chốt hoàn toàn 100% đối với cái cổ phiếu VIX này. Bởi vì sao? Khi mà em target cổ phiếu ngắn á chị, thì tầm đâu đó 20% là nó đã đạt cái vùng target của em rồi. Nhưng mà vì cổ phiếu VIX nó chạy quá nóng và dòng ngân hàng nó cũng đang vào cái con sóng, dòng chứng khoán nó đang vào cái con sóng tăng, thì em dời cái điểm chặn lại của mình lên, em dời cái target của mình lên một xíu. Nhưng mà vô tình cái cổ phiếu này nó chạy trần liên tục và nó chạy nước rút gọi là nhiều phiên á, thì cái target của em nó cũng được dời lên thêm. Thì trên cái vùng lãi 50% này thì em đã cho chốt hoàn toàn rồi. Thì dù là ngày những cái phiên sau nó có tăng đi nữa thì em cũng sẽ không liên tiếp gì cổ phiếu này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình đầu tư mà anh chị. Mình đã đưa ra một cái mốc target thì mình phải biết hài lòng với cái mức target đó, mà mình phải biết chốt lại để mình giữ tiền lại cho cả anh chị nhà đầu tư và cả em nữa ha. Nên là hiện tại cổ phiếu VIX là cái cổ phiếu mà em đã chốt rồi. Thì nếu mà em chốt cổ phiếu VIX rồi thì liệu những cái cổ phiếu dòng chứng khoán nó còn dư địa hay không mà em lại chốt? Thì chắc chắn là những cổ phiếu dòng chứng khoán vẫn còn dư địa anh chị. Em lấy ví dụ cho anh chị mình cổ phiếu ORS ha. ORS em có khuyến nghị anh chị khách hàng thân thiết của em ha. Em khuyến nghị riêng những anh chị khách hàng thân thiết của em là tham gia cái cổ phiếu này để ăn cái game chuyển sàn. Thì mua ở đâu đó cái vùng giá 28x, em nhớ là mua đâu đó vùng giá 28x rồi. Và khi cổ phiếu chuyển sàn thì hiện tại mình cũng có một cái khoản lợi nhuận đối với cái cổ phiếu này rồi. Thì khi mà hiện tại nha, cổ phiếu này nó đang cho khoản lợi nhuận, nhưng mà anh chị mình nhìn về cái quá trình nè,
quá trình của cổ phiếu nó vẫn đang xây cái nền rất là đẹp ở đây ha. Thì dư địa của cổ phiếu RX còn không anh chị? Chắc chắn là còn rồi ha. Và điểm mua hiện tại có hay không thì em cũng khuyến nghị anh chị mình là điểm mua hiện tại của RX có ha. Anh chị mình có thể tham gia và cân nhắc nha. Cái tỷ trọng nó cũng tương tự như cái tỷ trọng mà tham gia cổ phiếu dòng ngân hàng. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại em đang đánh giá là thị trường nó sẽ có những cái sự điều chỉnh nếu mà dòng bất động sản nó có một cái nhịp kéo và nó sẽ ha, nên là mình cũng trên tinh thần mình dự bị cái rủi ro thôi ha. Thị trường thì em thấy về dòng ngân hàng và chứng khoán còn tích cực nha anh chị, còn tích cực, nhưng mà mình sẽ đánh giá thêm về mặt cái rủi ro mà cổ phiếu nó có giảm điểm á, thì mình sẽ có một cái ngân sách mình dự phòng để mà mình có thể bắt được những cái điểm mua nó có cái vùng giá đẹp hơn, cái vùng giá đẹp hơn cái vùng giá hiện tại ha. Thì ORS cũng là một cái cổ phiếu mà em có khuyến nghị anh chị mình là có thể tham gia ha. Cổ phiếu SSI, SSI thì nó chạy giai đoạn này nó cũng đang chạy tăng mạnh đúng không anh chị? So với VND đi thì cổ phiếu VND nó chạy nước rút nhanh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó chạy từ vùng nền, vùng vùng nền này cũng là một cái vùng đỉnh cũ, nên anh chị mình nhìn vào cái chart anh chị mình có thể thấy là cái cổ phiếu này nó tăng gọi là tương đối là mạnh hơn cổ phiếu SSI đúng không? Nhưng mà anh chị mình tính về cái biên độ ha. Biên độ tăng đâu đó là 25% đúng không? SSI từ cái vùng test đáy thứ hai nè anh chị, cái đáy thứ nhất nè, cái đáy thứ hai nè, tăng lên cũng liên tục tăng nước rút đúng không anh chị, cũng là gần 20% rồi ha. Thì cái biên độ tăng của hai cổ phiếu nó là như nhau nha anh chị, nhưng mà hiện tại cổ phiếu SSI em vẫn đánh giá là cổ phiếu này nó còn rất là nhiều cơ hội ở phía sau ha. Thì mình sẽ chờ cái điểm mà cổ phiếu cái phiên mà cổ phiếu nó chạm lại cái vùng đỉnh, cái khối lượng nó đang rất là lớn đúng không anh chị, thì mình sẽ quan sát thêm cái phiên giao dịch ngày mai. Nếu mà đầu phiên có xuất hiện cái phiên tích cung và cái áp lực bán hầu như là nó bé thì anh chị mình cũng có thể anh chị mình xem xét anh chị mình tham gia, hoặc là trường hợp mà chắc chắn nhất để anh chị mình tham gia vào cái cổ phiếu này mà không có bị dính những cái nhịp mà phiếu nó retest lại nữa thì anh chị mình có thể chờ cái cổ phiếu nó vượt cái vùng giá 45 này luôn rồi mình tham gia, vượt rồi nó sẽ có những cái điểm test lại cho anh chị mình tham gia ngay được luôn, nên là anh chị mình có thể cân nhắc ha, cân nhắc cái cách giải ngân, hai cái phương án giải ngân mà em vừa đề ra ha. Cổ phiếu SBS, SBS cũng là cái cổ phiếu mà đã bắt đầu có cái sự bùng nổ về thanh khoản nè, trong cái quá trình mà nó từ đáy đi lên nè, nó cũng có cái nhịp test lại cái đáy đó. Anh chị mình thấy không? Nó cũng có nhịp test đáy và sau những cái phiên test cung nè, nó cũng bật tăng ha. Nó cũng đã bật tăng lên trở lại và hiện tại thì nó cũng đang tiệm cận, nó đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh và nó cũng có cái sự giảm điểm, gọi là giảm điểm nó tương tự như cái cổ phiếu SSI vậy á. Nên là anh chị mình hiện tại nếu anh chị mình muốn tham gia vào cổ phiếu dòng chứng khoán thì em đánh giá là chỉ có ORS nè, SSI hoặc SBS là có cái điểm mua cho anh chị mình, và điểm mua an toàn nhất là cái điểm nó vượt và test lại ha, vượt cái vùng này, vượt vùng giá 17 và nó sẽ có một vài phiên nó đỏ như thế này nè, nó đỏ như thế này và khối lượng thấp đó, tương tự cái phiên ngày 5 tháng 11 anh chị mình có thể tham gia. Hôm nay có một số cái cổ phiếu nào hot nha anh chị? Hôm nay có cổ phiếu BVT ha, BVT khá là hot. Thì nhìn những cái cổ phiếu này nó xây nền anh chị, nó xây nền như thế này nha. Thì thường là anh chị mình xem có tham gia hay là hôm nay thấy nó nổ mới tham gia. Thì thường là khi mà cổ phiếu nó xây nền quá lâu, nó đi quá chậm như thế này, anh chị mình rất là ít tham gia ha. Và cái cổ phiếu BVT này thì em cũng có khuyến nghị cho anh chị mình. Những cái video trước em đều có khuyến nghị cái cổ phiếu BVT này, và nếu mà anh chị nào mà mình cầm theo cái đợt khuyến nghị của em thì anh chị mình sẽ dính một cái giai đoạn cổ phiếu nó tích lũy như thế này luôn nè, tích lũy rất là lâu, nó tương tự cổ phiếu BVS bây giờ vậy. Nên là cổ phiếu BVS cũng là những cái cổ phiếu mà chỉ cần nó xuất hiện một cái phiên nổ là anh chị mình sẽ thấy đẹp ngay, nhưng mà cái quá trình nó đi tích lũy là anh chị mình đều ra hàng hết. Bởi vì sao? Bởi vì nắm quá lâu mà ngân hàng với chứng khoán nó chạy nhiều quá đi, bất động sản chạy nhiều quá đi, anh chị mình bán ra, anh chị mình tham gia vào những cái cổ phiếu đó thì vô tình là cái cổ phiếu nó rũ bỏ, nó rũ bỏ được anh chị nhìn khá là nhiều ha, và nó nổ, nó nổ. Bây giờ anh chị nào mình đu vào thì mình lại không có ăn, không có ăn nhiều như những nhà đầu tư mà họ kiên nhẫn họ nắm ha. Thì cái cổ phiếu này nó tương tự như BVS nè anh chị ha, cái quá trình nó tích lũy rất là lâu, nhưng mà anh chị mình có thể thấy là cổ phiếu nó ngày nào nó cũng loanh quanh cái vùng giá này, nhưng mà nó đánh như thế, nó đánh giặt dẹo như thế thì nó mới rũ bỏ được nhà đầu tư chán nản ra anh chị.
Và khi cái lượng nhà đầu tư chán nản rút ra và dịch chuyển qua những cái cổ phiếu khác thì chỉ cần nổ một phiên thôi là anh chị mình lại khó chịu, anh chị mình quay lại với cái những cái cổ phiếu này ngay, và chưa chắc lúc đó anh chị mình đã có được cái vị thế tốt ha. Nên là đối với em, những anh chị nào mà đang nắm những cái cổ phiếu dòng dầu khí thì vẫn là một cái điểm nắm rất là an toàn cho anh chị mình. Nên là anh chị mình cứ ưu tiên anh chị mình nắm giữ cái cổ phiếu như thế này đi. Có thể là đi lâu nè, có thể là đi lài lài, nó rơi xuống thủng cái vùng này đi, vùng thủng vùng giá 30 của nó đi. Nhưng mà chỉ cần một phiên nó bùng nổ lên đâu đó 4% thôi là anh chị mình là bắt đầu có kỳ vọng lại với cổ phiếu liền. Nên là giai đoạn này nếu mà anh chị mình mỗi ngày thấy một cổ phiếu nổ mà anh chị mình ngứa ngáy, mình chạy theo những cái cổ phiếu đó là coi chừng anh chị mình mất rất là nhiều cơ hội ha. BR thì hiện tại em không khuyến nghị mua, nhưng mà nếu mà anh chị nào mà mình đang có cổ phiếu thì mình cứ nắm giữ ha, rất là tốt ha. Còn mua mới thì em cũng không khuyến nghị đối với cái cổ phiếu BSR. Bởi vì sao em không khuyến nghị đối với cái cổ phiếu này? Đó là vì cái cổ phiếu BSR này nè, giai đoạn trước á, em có khuyến nghị ở cái vùng giá khá là thấp rồi. Cái vùng giá mà em khuyến nghị anh chị mình, nếu mà cổ phiếu nó vượt cái vùng giá 20, có dòng tiền vào và nó có những cái phiên test lại với khối lượng thấp, anh chị mình có thể tham gia. Thì nếu mà anh chị nào mình tham gia thì hiện tại lên trên vùng này anh chị mình cũng có một khoản lợi nhuận rồi. Và nếu mà để lựa chọn giai đoạn này tham gia BR vẫn ok đó anh chị, vẫn ok. Nhưng mà khi mà khuyến nghị trên video thì em vẫn ưu tiên vào cái cổ phiếu BVS hơn. Bởi vì cổ phiếu BVS hiện tại nha, nhà đầu tư đu bám, giai đoạn trước nhà đầu tư đu bám cái cổ phiếu BVS rất là nhiều anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì BVD nó không có tăng. Nhưng mà giai đoạn này khi mà BVD tăng và BVS nó cứ lài lài nó giảm như thế thì anh chị nhà đầu tư của mình sẽ có xu hướng rút ra các cổ phiếu BVS nhiều hơn. Và cổ phiếu BVS nhìn chung nó sẽ nhẹ tàu hơn những cái cổ phiếu như thế này. BR nó giữ giá tốt nên là chưa chắc gì anh chị nhà đầu tư của mình đã bán ra các cổ phiếu BR này đâu. Cái lượng nhà đầu tư nắm cổ phiếu này cũng còn tương đối là nhiều á. Nên là nếu mà để mua mới một cái cổ phiếu và có cái điểm mua gọi là tốt và cái nhịp chạy á, nó sẽ có một cái nhịp nổ luôn á, nổ thật sự, thì em đánh giá là cổ phiếu BVS sẽ là cổ phiếu mà nó nổ khá là nhanh hơn so với cái cổ phiếu BR này. Thì anh chị mình cứ cân nhắc thôi. Nếu mà anh chị mình thích cái chạc của cổ phiếu BR thì anh chị mình có thể tham gia. Còn nếu mà và anh chị mình thích cái biên của BR 14% thì anh chị mình có thể tham gia. Còn nếu mà anh chị nào mà thích BVS thì mình tham gia BVS cũng được ha. BVS thì thuộc HNX thì cái biên của nó cũng đâu đó 10%, thì tùy vào cái sở thích cá nhân của anh chị mình có thể lựa chọn ha. Và cá nhân em thì em cũng đang nắm giữ, em cũng cho giải ngân cái cổ phiếu BVS ha, giải ngân cổ phiếu BVS và đang ở trong cái hệ nắm giữ. Bởi vì sao? Cổ phiếu nó đi quá lâu, em mua vào em cũng nghĩ là cổ phiếu nó sẽ không có đi lâu như thế đâu, mà nó sẽ kịp cho mình ăn một cái nhịp nổ. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa nổ, thì vẫn là cái cơ hội để cho anh chị mình nắm giữ cái cổ phiếu này. Hôm nay thì nhìn chung những cái cổ phiếu mà liên quan tới ngành dầu khí thì chỉ có BVT nè với BVD. BVT với BVD là nó tăng thôi nè, mà BVD thì nó đầu cơ anh chị. Giai đoạn này nó đánh đầu cơ và nó đánh gọi là khá là bo cung, nên là mình cũng không có tham gia cái cổ phiếu này. Bởi vì sao? Bởi vì giai đoạn trước khi mà sàn hô nghiễn lệnh thì em cũng nói rồi, sàn hô nghiễn lệnh thì nhà đầu tư có cái thói quen là tham gia vào cái cổ phiếu BVS rất là nhiều. Nên là hiện tại nhà đầu tư vẫn chưa thay đổi cái thói quen tham gia vào BVS, nên là cái việc mà BVS bây giờ nó đang bị đu rất là nhiều trong cái vùng tích lũy đây, nó bị đu rất là nhiều trong cái vùng tích lũy này thì buộc nó phải đi lâu và nó đi giảm như thế này để rũ bỏ anh chị nhà đầu tư ra. Còn BVD không ai đu thì nó sẽ đánh nhẹ. Nên lý do em lựa chọn BVS tham gia là khi mà nhà đầu tư chán nản và nó xuất hiện những cái nhịp rũ bỏ thì BVS sẽ là một cái điểm sáng cho những cái cổ phiếu, cho cái sự lựa chọn của chị nhà đầu tư mình cho nhóm cổ phiếu dầu khí ha. Quay trở lại cái cổ phiếu mà em có khuyến nghị vào cái video hôm chủ nhật vừa rồi, đó là cái cổ phiếu FPT này. Thì có anh chị nào mà mình tham gia được cái cổ phiếu này không? Em có khuyến nghị cổ phiếu FPT và cái mẫu hình của nó cũng là một cái mẫu hình lớn của về phân tích kỹ thuật ha. Đó là vai đầu vai ha, và xuất hiện, bắt đầu liên tục xuất hiện những cái phiên dòng tiền nè anh chị. Xuất hiện những cái phiên dòng tiền nó quay trở vào cái cổ phiếu ha. Thì đối với cái cổ phiếu SPT này á, thì hiện tại nếu mà muốn tìm cái điểm mua thì bắt buộc phải chờ những cái điểm cổ phiếu nó test về đâu đó cái vùng giá 24 ha, thì mình lúc đó mình tham gia 23, 24
thì lúc đó mình sẽ tham gia lại cái cổ phiếu này. Còn anh chị nào mà mình đã mua rồi thì mình ưu tiên mình nắm giữ nha. Mình ưu tiên mình nắm giữ cái cổ phiếu này bởi đây là một cái mẫu hình tương đối là lớn. Thì thường những cái mẫu hình này nè, khi mà nổ rồi á, có điểm test lại hay không? Thường nó sẽ test anh chị, nó sẽ test về thêm một cái gọi là cái đáy ở đây nữa. Nó test lại thêm một cái đáy ở cái vùng giá 23, 24. Nên là anh chị mình có thể chờ những cái nhịp như thế để anh chị mình tham gia. Còn đối với anh chị nào mình đánh ngắn thì mình cứ chờ cổ phiếu nó tăng rồi mình chốt. Còn anh chị nào mà mình muốn tham gia vào còn cơ hội hay không thì sẽ còn những cái điểm test test phía sau để cho anh chị mình có thể tham gia ha. Thì FPT nó tương tự cái con ban nè. Ban thì hôm nay nó cũng tăng khá là mạnh anh chị. Cũng là cái mẫu hình nè, vai đầu vai ha. Thì cũng là một cái phiên dòng tiền vào nè. À, trước đó đã có rồi nè anh chị. À, anh chị mình nhìn cái phiên này so với những cái phiên sau này thì anh chị mình thấy là thanh khoản nhỏ, nhưng mà thật sự nha, thật sự so với cái quá trình trước thì cái phiên này đã gọi là một cái phiên thanh khoản nó bùng nổ rồi ha. Nên là anh chị mình đừng có thấy nhìn cái quá trình nó đã đi qua rồi anh chị mình đánh giá nó nhỏ nha. Khi mà những cái phiên giao dịch sau này chưa xuất hiện thì chắc chắn đây là một cái phiên thanh khoản khá là lớn so với cái giai đoạn trước của cổ phiếu này. Và khi mà bắt đầu xuất hiện liên tục những cái phiên mà dòng tiền nó vào cổ phiếu thì đây cũng là một cái cổ phiếu rất là đẹp. Với cái nền tích lũy khá là lâu như thế này thì mình cũng sẽ có những cái điểm vào lại cho anh chị mình. Nếu mà anh chị mình chưa có cái vị thế cổ phiếu này thì sẽ có những cái điểm test, thì khi đó em sẽ tư vấn lại cho anh chị mình sau. Còn hiện tại ha, ở cái vùng giá này thì em cũng không có thấy mở mua mới được. Nên là anh chị mình thêm nó vào cái danh sách theo dõi nhé. Thêm nó vào danh sách theo dõi để mình xem những cái phiên mà nó có điều chỉnh hay không thì mình sẽ tham gia lại ha. Một cái cổ phiếu mà em thấy là khá là đặc biệt nữa đó là các cổ phiếu BID. BID thì nhìn chung nha, cái vùng giá mà 39-40 là hầu như là cái vùng giá đáy của cổ phiếu này rồi. Và cổ phiếu nó có thủng bao nhiêu lần cũng không thể thủng được cái vùng đó anh chị mình thấy không? Nè, tính từ cái nhịp mà cổ phiếu nó đi vào cái chu kỳ giảm và nó tích lũy trở lại nè anh chị, thì hầu như cái vùng giá sau này nha, cái vùng giá 39-40 là cái vùng giá mà cổ phiếu nó không để thủng. Thì với một cái quá trình mà cổ phiếu nó tích lũy nhiều như thế này thì sau này BID nó cũng sẽ là một cái cổ phiếu gọi là siêu sóng đó. Nhưng mà cái sóng nó khi nào chạy thì lúc đó mình hãy tham gia ha. Còn hiện tại thì mình chỉ nên quan sát thôi. Bởi vì sao anh chị? Cái giai đoạn này nó cũng tương tự cái giai đoạn trước nè, cũng có phiên dòng tiền bùng nổ vào nên chị cũng tăng nè, tăng chưa được bao nhiêu hết, gặp lại cái đỉnh lại tiếp tục tèo, và sau đó khi mà thị trường giảm và dòng ngân hàng giảm thì cổ phiếu nó cũng tèo tới bây giờ luôn. Nên là để mà có ăn được cái cổ phiếu này thì em thấy rất là khó ha. Nên mình sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo đối với cái cổ phiếu này ha. Và những cái cổ phiếu này mà để mà cái điểm mua gọi là chắc chắn nhất để mà nó vào một cái con sóng tăng mạnh đó anh chị, thì chắc chắn là phải vượt được cái vùng giá 49-50 này rồi mới bắt đầu đi vào một cái con sóng gọi là con sóng điên của cái cổ phiếu này. Nên là anh chị nào mà mình tham gia đánh ngắn giai đoạn hiện tại muốn tìm kiếm lợi nhuận với BID á, thì đánh ngắn target cũng cũng ngắn thôi chị, cũng đâu đó lên lại cái vùng 47-48 thôi à, quá lắm thì sẽ lên được 49. Ha. Còn nếu mà để mà target dài mà lấy vị thế ở hiện tại luôn thì em thấy nó rất là dễ dính vào cái đỉnh này ha. Sẽ có 50-50% nó không vượt được đỉnh đó. Nên là anh chị mình cân nhắc lựa chọn cái cổ phiếu như thế này ha. Đừng có quá say máu khi mà thấy cái cổ phiếu này tự nhiên thị trường giảm cái nó tăng thì mình tham gia vào, mà mình nên xem xét về cái bản chất của cổ phiếu và cái cách cổ phiếu nó đi từ xưa tới giờ như thế nào ha. Mỗi cổ phiếu nó sẽ có một cái tính cách vận động khác nhau. Thì cổ phiếu BID này nó cũng vận động tương tự cái cổ phiếu TCH nè anh chị ha. Thường có những cái cổ phiếu nó sẽ có cái cách đánh giống nhau á anh chị, nhìn rất là giống ha, hầu như là giống 90% luôn ha. Thì những cái cổ phiếu như TCH thì nó cũng bắt đầu có những cái phiên dòng tiền vào rồi nè. Và TCH đối với cổ phiếu này ha, thì em đánh giá là nếu mà cổ phiếu nó có thêm một cái dòng tiền mồi nữa, nó có thêm một cái phiên bùng nổ với dòng tiền lớn nữa thì sẽ là bắt đầu cho một cái chu kỳ sóng sóng ngắn của cổ phiếu ha. Để mà nói về một cái sóng lớn á, thì chưa đâu, nhưng mà sẽ có một cái con sóng với một cái biên độ đâu đó tầm vài chục phần trăm cho anh chị mình có thể tìm kiếm được lợi nhuận cho cái cổ phiếu này, thì cũng đưa vào cái danh sách theo dõi nhé. Chỉ là danh sách theo dõi thôi, còn mua mới thì hiện tại cũng chưa có mua đâu, bởi vì ở trên nó còn rất là nhiều cái yếu tố mà nó khó tăng được, thì khi nào mà xuất hiện một cái phiên dòng tiền vào nữa thì lúc đó mình sẽ xem xét mình mua sau. Rất là nhiều cổ phiếu nó từ vùng đáy nó đang vận động đi lên và bắt đầu có cái sự
tham gia trở lại của dòng tiền anh chị rất là nhiều, và cổ phiếu GTN cũng là một cái cổ phiếu đó, cũng là một cái cổ phiếu mà nó đang cho những cái cơ hội, nhưng mà những cái cổ phiếu này nó sẽ rất là chậm ha. Nên là anh chị mình, nếu mà anh chị nào mình đánh trung và dài hạn á, thì mình có thể xem xét mình lựa chọn những cái cổ phiếu như thế này. Còn nếu mà đánh mà gọi là ngắn hạn hơn thì là những cái cổ phiếu mà em có giới thiệu ở đầu video cho anh chị mình đó, thì anh chị mình có thể xem xét anh chị mình lựa chọn những cái cổ phiếu đó thay vì những cái cổ phiếu mà nó đánh chậm ha. Thì tùy vào cái tính cách và cái quan điểm đầu tư của anh chị mình lựa chọn cái cổ phiếu cho phù hợp, cũng tùy vào cái vốn của mình nữa ha. Cái vốn của mình nó có linh động hay không. Nếu mà vốn linh động thì chắc chắn anh chị mình sẽ không thể nào mà anh chị mình nắm được một cái cổ phiếu vài tháng hay là một năm. Nên là anh chị mình cân nhắc cái cách đi vốn của mình, và nếu mà lựa chọn cổ phiếu thì cũng phải lựa chọn phù hợp ha. Giống như em nói, nếu mà anh chị nào dòng tiền linh động, anh chị mình vào vào ra nhanh trong chứng khoán để anh chị mình kiếm thêm, và tiền đó anh chị mình còn để làm những cái việc khác, thì anh chị mình đừng có lựa chọn những cái cổ phiếu tương tự như BAD hay TCH. Có thể là cơ hội cũng có cho anh chị mình trong T cộng đi, nhưng mà cái đó là nó 30% thôi, còn 70% cổ phiếu nó đi lâu, nó đi lình xình như từ trước tới giờ nữa, thì anh chị mình sẽ rất là khó ha. Nên là tốt nhất vẫn là tham gia những cái cổ phiếu mà nó đang trong một cái xu hướng tăng, và nó cho mình những cái điểm mua mới tiêu chuẩn hợp lý ha, như em đã giới thiệu ở đầu video, thì anh chị mình tham gia nó sẽ tối ưu hơn cho anh chị mình. Thì video ngày hôm nay đến đây là cũng kết thúc rồi. Thì cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe ha. Và anh chị mình nếu mà yêu thích video thì nhớ ấn like và subscribe kênh để ủng hộ em có thể ra những cái video mới nhất, cũng như là bật thông báo để anh chị mình có thể nhận được những cái video khi mà em đăng tải cái video lên, thì anh chị mình nhận được sớm, anh chị mình xem sớm để chuẩn bị cho những cái phiên giao dịch tiếp theo. Thì em xin kết thúc video tại đây ha. Chúc anh chị mình có một buổi chiều vui vẻ.